Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Lâu lắm rồi thì mình chưa quay lại cái video phần Yulu này ha. Yulu lên bay này hả? Thì nhiều bạn hỏi mình ở sao lâu rồi chưa ra video này ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này cho các bạn cũng như là làm tiếp mấy cái video CS Grid luôn. Ha, thì những video đó mình sẽ làm sau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với lại cái giao diện Yulu này ha. Thì ở video lần trước mình đã cho các bạn làm phần Honorable Client rồi ha. Các bạn có thể xem kết quả đây. Đó, như thế này. Thì trong video này thì chúng ta sẽ làm phần tiếp theo là phần này ha, và footer luôn ha. Rồi phần này là Getting Started with Yulu Today ha. Mình sẽ đặt một cái section. Đó, section như mọi thứ đã. Rồi, section mình đặt tên gì cho nó hợp lý ha. Ở chỗ này là Client, chỗ này là Get Started with Yulu Today ha. Mình sẽ đặt là Started đi ha. Ok, cho nó ngắn gọn. Mình để class Started. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ để ý nó có cái gì, nó có một cái div ha, bao ngoài lại nó tức là nó chỉ rộng từ đây tới đây thôi, và bên trong này nó có những cái section, tức là những cái block như chúng ta đã dùng ở trên này này đó. Thì lúc này phải có một cái div bọc lại ha, hoặc chính nó luôn cũng được. Đó, chính nó luôn là đây ha. Mình sẽ dùng cái này, mình đo từ đây qua tới bên này là được 900. Mình để 900 cho nó tròn đi ha, 900 pixel. Đó, và background color ở đây mình sẽ lấy được mã màu là FB. Ok, copy. Và các bạn sẽ để ý nó có bo góc nữa. Rồi, cái thằng này là static đúng không? Thì mình sẽ tạo một cái file sát như mọi khi thôi. Static.scs. Đó, sau đó mình sẽ import nó vào style ha. Import static như này. Rồi, thì ở đây mình lưu lại cái đã. Rồi ở đây mình có code là .started. Đó, thì mình sẽ có là max width sẽ là 900 pixel. Margin không auto, mình định 50 pixel đi ha, cho nó thoáng ra thôi. Border radius tầm 20 pixel đi. Rồi background color của nó là màu FB mình mới copy được khi nãy. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình sẽ có kết quả như sau. Chưa có gì cả. Ok, mình sẽ test thử ha. Sẽ để hay 500 pixel, mình để ví dụ thôi nha. Chập nữa chúng ta sẽ sửa lại sau để mình xem kết quả cái đặt. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây ha, nó hơi mờ. Đó, đó, ví dụ cái màu đó hơi mờ, mình sẽ để màu EE thì các bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Đó, các bạn sẽ thấy nó rõ hơn như thế này ha. Đó, rồi thì mình sẽ được cái việc đó rồi ha. Mình để hay 500 cho các bạn dễ nhìn thôi. Rồi, ở đây mình sẽ để, mình sẽ xem padding của nó ha. Padding từ đây xuống là 64. Padding từ đây xuống 64. Rồi, cái chỗ này á, mình không cần phải set mình không cần phải set padding chỗ này ha, mình chỉ cần đo thử xem nó bao nhiêu thôi. Mình đo trên này xuống 60 luôn. Vậy ok, mình để padding 60, 30 đi cho nó đẹp ha. Tại vì ở đây không phải là 30 ha, mình tại vì cái hai cái hình này chúng ta sẽ dùng absolute ha. Thì lúc này ở đây á, chúng ta sẽ dùng position relative cả. Và padding của nó là 60 pixel, 30 hoặc là 20 pixel cũng được. Để làm gì ha? Để sau này chúng ta làm responsive á, khi mà scale lại á, thì nó sẽ không bị dính lề ha. Rồi, cái hay mình bỏ đi, tại vì khi này mình để demo thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình được kết quả như sau ha. Rồi, ở đây thì nó sẽ có cái Yulu ha, như thế này. Ở trên này, giờ nó giống, nó khá giống chỗ nào đây? Nó giống ở những cái chỗ này đúng không? Nhưng mà nó có thêm cái mô tả nữa, giống như chỗ này. Rồi ok, thì mình sẽ copy cái đoạn này đã ha. Yulu Studio, Get Started with Yulu Today. Đó, ở đâu? Nó ở trên này này, chúng ta đã code trước đó rồi đó. Đây này ha, cái block này mình sẽ copy xuống. Mình sẽ copy xuống và pass nó vào đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ được kết quả như thế này. Đó, what people say ha, cái này là Yulu Studio. Mình sẽ giữ lại là Yulu Studio. Và chỗ này sẽ là Get Started with Yulu Today ha. Đó, thì lúc này các bạn thấy mình sẽ được kết quả như sau ha. Đó, thì khoảng trống chỗ này nó sẽ hơi khác một chút, không sao cả. Và buổi chúng ta sẽ optimize từng cái một lại sau ha. Đó, mình sẽ được như thế này. Rồi, ở dưới này nó có một cái tiêu đề nữa. Let's work together to create fantastic product. Thì ở đây nó khá giống cái chỗ này, nó giống cái chỗ này. Những cái chữ giống nhau hết. Đó, thì mình sẽ lấy xuống. Ở đâu rồi ta? Ở trên cùng là có một chỗ chúng ta có sử dụng đó. Ở
chỗ này phải không ta, banner impact đúng rồi, from out rồi, from out chờ một chút nào, mình sẽ kiếm cho nó nhanh. À đây các bạn sẽ thấy ha, class của nó là test. À, mình sẽ copy nó xuống, mình sẽ copy nó xuống vào trong này ở dưới này ha. À, chỗ này không phải là intro mà là started. Và cái chữ ở đây nó rất là ngắn ha. Let's work together to create. Ok. À, mình sẽ ghi ra luôn. Let's cho nó giống ha. Fantastic product ha. Fantastic product. Này. Rồi, lúc này các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như thế này. Tiếp tục. Một cái button ha. Ok, mình sẽ dùng thẻ A. Mình sẽ dùng thẻ A ở đây. A chấm button chấm button January ha. Thăng thôi. Và chỗ này sẽ là cái gì? À, get started. Đó, mình sẽ được kết quả như sau. Nhưng các bạn thấy là tụi nó đều nằm giữa ha. Đó, đều nằm giữa như thế này. Có nghĩa là nó phải có một, nó phải làm gì? Nó phải chịu dọc và center. Thì lúc này á, cái chỗ mà started này, mình sẽ cố cho nó một cái nữa là display flashbot ha. Nhưng mà flashbot direction sẽ là column. Đó, và align item sẽ là center. Mình thêm cái test align center nữa cho nó chắc cú như thế này. Thì các bạn sẽ thấy mình được kết quả như sau ha. Nhưng cái tiêu đề xuống đây nó quá to đi ha. Ở đây nó chỉ rất là nhỏ. Mình sẽ sửa lại một chút là 30. Ở đây cái tiêu đề á, cái tiêu đề của nó là đây ha, mình không muốn sửa vào thì mình sẽ thêm vào đây là started get heading đi. À. Và mình sẽ code cho nó ha. Và started get heading. MB30 thôi thế này. À, để xem nó đẹp được chưa. Đó, 30 rồi ha. Nhưng tại sao lúc này nó lại ở đây? Tại vì do cái block bao ngoài là 85 lệnh đó. Cho nên lúc này mình không cần cái block đó luôn, mình bỏ luôn. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ gần lại được rồi này ha. Đó, gần lại được rồi. Rồi tiếp tục. Cái chữ này á nó ngắn thôi, nó tới đây thôi. Nó max width tầm là 245 ha. Và có margin bottom là 50. Đó, thì khi mình đặt là started DC này đó, ha. Rồi. Max width của nó là 245 pixel ha. MB là 50 thế này. Đó, các bạn sẽ thấy kết quả như sau ha. Đó, color của nó sẽ mình sẽ để color. Mình sẽ để là gray đi, đó, màu đen luôn. Màu đen tuyền như thế này. À, không phải. Gray dark ha. Ok, là màu đen như thế này ha. Đó, thì lúc này mình sẽ được kết quả như sau. Cái caption này nè, các bạn thấy là mình set mặc định ban đầu á, mình để là tới 40 lần. Thì nó hơi lớn đó. Cho nên lúc này mình cũng thêm một cái class vào đó. Thường mình hay thêm như vậy ha, để mình không có sửa trên cái code này thôi đó. Mình sẽ như thế này để 20 thôi, như thế này đó. Thì lúc này cái giao diện của mình á, các bạn thấy á, là nó sẽ chỉnh chu hơn. Và nó giống khá giống với lại thiết kế hơn, thấy không? Đó. Rồi bây giờ có hai cái hình này mình để ở đâu? Hai cái hình này á, thì mình có để ở trong thư mục là image ha. Để mình tìm cái hình cái đặt, mình không nhớ cái số nó là số mấy. À, số 6 và số 7 ha. Số 6 và số 7. Rồi, lúc này mình sẽ code cho nó ha. Một cái hình là số 6, mình sẽ code là img.started. Đặt command đi ha, tại vì cái đó là icon command. À, chấm xịt image. Img là 6. À. Và một cái nữa. Started gạch smile. Cái này là 7 ha. 7 như thế này đó. Thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở đây ha đó. Thì lúc này mình sẽ code cho nó ha. Copy. Mình sẽ copy cái này. Đây là một cái extension ha, mà mình mới viết nhưng mà mình chưa có public ra ha đó. Mình sẽ copy class của nó ở đây và mình sẽ pass nó vào đây. Cái này cũng khá là hay, nếu các bạn thích á, thì các bạn có thể comment rồi mình sẽ public nó cho các bạn sử dụng ha. Mục đích của nó là gì ha? Khi mà mình bôi đen như thế này, mình bấm tổ phím copy class name như thế này ha, thì khi mình pass vào trong CSS á, hay trong file sát á, thì nó sẽ ra như thế này. Đó. À, đỡ các bạn phải nhớ ha. Đó.
dù các bạn muốn copy những cái nào nhanh thì các bạn chỉ cần làm một cú click là xong. À, start comment thì mình sẽ có là position là absolute ha. À, bottom mình sẽ để là 50 pixel và left mình sẽ để là 50 pixel. Còn thằng này á sẽ là ABS top right ha. Cái này là snippet của mình viết á. À. À, đây như thế này. À, mình sẽ để ở đây nhưng mà nó không nằm ở đây, nó nằm trên góc. Tức là nó dịch ra một nửa. À, nó dịch ra một nửa độ rộng và chiều cao của nó thì lúc này mình sẽ dùng là transform ha. Translate x á, là trừ 50 phần x là 50% này. Còn y là trừ 50% ha. Tức là nó dịch ngược ra bên ngoài. Tức là nó sẽ nằm ở vị trí này. Đó, thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau ha. À, rồi, cái background thì mình sẽ để lại là F4 ha. FB chứ hả? FB. Tại vì cái hình mình cắt ra trùng với màu nền cho nên để như vậy nó mới giống được ha. Các bạn sẽ thấy nó như thế này, rất là đẹp ha. Đó, mình được kết quả như sau. Như ở đây là nó cắt ra trên rất là lớn luôn, 100 pixel lận. Thì chỗ này mình ghi là 100 pixel đi. Để nó thoáng ra thì các bạn sẽ thấy nó đẹp. Đó, như thế này. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong phần này ha. Cái border radius mình nghĩ nó lớn hơn một chút, mình để 30 đi. Thì nó sẽ ok hơn. Đó, các bạn thấy nó ok hơn ha. Ở đây do mình để cái hình mấy cái hình random từ thằng ảnh splash á nên nó lát hơi chậm, thì ở cái chỗ thằng client á mình tạm thời ảnh nó đi đã. À, chỗ này mình tạm thời ảnh nó đi. À, không phải. Đó, ảnh nó đi ha, không sao đâu. Mình ảnh để cho nó khỏi lát thôi ha. Còn nếu các bạn làm thì các bạn nên mở ra nha. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái này. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn làm phần footer luôn ha. Footer, ok, mình sẽ làm footer. Footer thì mình sẽ dùng là ở đây là cái gì ta? Ở đây là wrapper thì phải. Ok, header section. Và ở đây mình sẽ có là footer ha, footer.x, đúng rồi, .footer. Bên trong của nó là có container ha. Tại vì các bạn thấy á, là nội dung nó nằm ở giữa như thế này ha. Nội dung nó nằm ở giữa cái khúc này. Ý, hình như nó không có nằm ở giữa. Ở trên này nó nằm ở giữa nè, ở đây thì nó không. Nó có padding ha, nó có padding một chút. Thực chất là vẫn là container thôi. Nhưng mà hình như mình lại phân tích nhầm. Container mình đã bao ngoài rồi. Container mình đã bao ngoài rồi. Cho nên lúc này mình không cần phải container ở đây nữa à. Xem lại coi. Xem lại. À đây nè, mình có bao rồi. Ok, không cần nữa ha. Rồi footer. Footer này nó có cái gì? Thì các bạn sẽ thấy ha. Các bạn sẽ thấy là footer nó sẽ chia thành 4 phần. Nhưng cái phần này này nó chiếm 2 cột. Nếu mà mình dùng CSS grid ha, thì mình sẽ chia thằng này là 2 phần, những hai sẽ là một phần. À, thì lúc này mình sẽ code cho nó là ví dụ mình để 5 cái item đi. Chấm item nhân cho 5 đi ha. Ê, nhân 4 chứ hả? Nhân 4 là bởi vì sao ha? Là một. Nhân 4 là bởi vì nó đây là 1 2 3 4 này. À, nhưng mà cái thằng đầu tiên nó sẽ chiếm là 2 phần. À. Thì mình sẽ code cho thằng footer. À, mình sẽ tạo một file là footer nữa. New file là footer.scss này. À. Rồi, ở đây mình sẽ import nó vào đây như bình thường ha. Import footer vào. Đó. Rồi footer mình sẽ code như sau. Footer mình sẽ dùng là display grid ha. À, nếu bạn nào chưa biết gì về CSS grid á, thì đừng quên tham khảo cái video mới nhất của mình trên YouTube của mình nha. Mình có làm rồi đó. Và sắp tới mình sẽ làm thêm cho nó hoàn thành luôn ha. Grid column tức là số cột. Mình sẽ cột đầu tiên sẽ chiếm 2 phần, thì có nghĩa là 2FA. Những cái còn lại chiếm 1 phần sẽ là 1FA. Như thế này. Đó. Mình muốn tạo khoảng trống giữa tụi nó một chút để tụi nó khỏi dính nhau. Ồ, như thế này. À, mình để khoảng 20 thôi chứ không có gì. Grid gạch column gạch cap ha, khoảng 20 pixel. Đó, lúc này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ chia ra nhưng chưa có nội dung thì các bạn chưa thấy gì cả. À. Rồi ở đây nó còn có khoảng trống rồi, không sao ha. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy mình sẽ làm từng cột một ha. Cột đầu tiên á là cột bên này. Mình không có đặt là item nha, mình đặt ví dụ thôi để mình chia cột thôi. Thì ở đây mình sẽ đặt là footer gạch column ha. Đấy, cho con nó có ý nghĩa. Rồi, mình sẽ làm từng cái một. Những cái này á thì các bạn sẽ thấy á ha. Này mà cái này này, nó là tiêu đề của column. Đó thì mình sẽ dùng là h3 ha. h3.footer gạch heading. Đó, mình sẽ để là chữ gì đây? À, mình để tạm một chữ đi ha, rồi mình chọn mình sửa sang product. Rồi, ở dưới này thì các bạn sẽ thấy là những cái liên kết ha. Mình sẽ dùng cái gì? À, mình sẽ dùng ULLI ha. Tại vì nó là liên kết nè, tức là theo dạng danh sách. Hoặc các bạn để theo A thôi cũng được ha. Nhưng mà thôi, mình sẽ để ULLI cho nó dễ. À, mình sẽ để là UL chấm
footer gạch link ha, link s ha, số số nhiều ha, đó li chấm footer gạch link gạch item đó, và a chấm footer gạch link ha, đó thế này. Thăng mình để sẽ để chữ gì đây, landing page ha, mình để một chữ thôi, cái việc sửa nó nhanh mà ha, mình chỉ để một chữ thôi thế này. Rồi mình sẽ copy ra nhiều cái đó, thì các bạn thấy mình sửa một lần ba chỗ luôn như thế này, rất là hiện ha. Đó rồi, bởi vì nó là thẻ A, là thẻ inline, nên nó nằm trên một hàng như vậy thôi chứ không có gì đâu ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ start những cái đơn giản trước, tức là cái heading ha. Mình sẽ code là chấm footer heading đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây chữ nó bình thường không có đậm ha, tức là font weight khoảng 600 thôi, không sai là 20, và MB của nó là khoảng bao nhiêu, 30 ha, MB 30. Mình cứ lại ước lượng thôi, tại vì đây là cái hình chứ không phải thiết kế nên mình không biết được là kích thước nó bao nhiêu cả. 600 vẫn còn đậm quá ha, mình để 500 đi, 500 là chắc mình nghĩ chắc là ok đó, thì ok rồi đó ha. Rồi tiếp tục, đây là những cái chữ liên kết ha, thì cái màu của nó, màu chữ của thẻ A mặc định của nó là màu xanh blue ha, cho nên chúng ta phải style cho nó riêng. Ví dụ footer link ha, thì color của nó sẽ để là gray dark đi ha, cho nó đen một chút đó. Rồi mình sẽ để cho nó là DIB display inline block đó, các bạn sẽ thấy như thế này. Nhưng mà tại sao nó lại nằm ở đây ha, để mình xem thử. À, mình để sai cấu trúc ha, không phải A ở đây một đống mà là A nằm trong li mới đúng. À, thì đây là một lỗi của mình ha. Mình sẽ xóa bớt đi. Xóa bớt. Và xóa bớt ha. Thế này. Chỗ này copy mới đúng này ha. Đó. Và chỗ này nữa. Đó, như vậy mới đúng ha. Đó, thì như lúc này mình mới được kết quả như thế này. Đó. Rồi. Cái footer gạch link ha, footer gạch link gạch item thì mình sẽ có MB khoảng 20. Mình đoán thế thôi, mình vô mình đo lại là cho nó chắc. Ở 30 ha. 30. Phong chữ ở đây rất là nhỏ, phong size ở đây tầm 14 thôi à. Đây thì các bạn sẽ thấy mình được kết quả như thế này ha, khá là đẹp ha. Đó, 30 có thể hơi thưa nhưng kệ. Rồi mình để 25 đi. Thì nó sẽ ổn hơn ha. Thì các bạn thấy đây, thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Còn những cái chữ chúng ta thay sau, cái việc thay chữ nó đâu có tốn thời gian đâu ha. Đó, chúng ta, cái quan trọng là layout, chúng ta làm được cái layout cái đã. Còn cái việc thay chữ nó chỉ là vấn đề chúng ta chỉnh sau này thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy chúng ta được kết quả như thế này. Nhưng ở đây hình như mình thấy nó sai sai ở như thế nào ấy ha. Mình thấy nó sai sai ở đây. Nó rộng tới đây đúng không? À, nó rộng tới đây đúng không nhỉ? Nó rộng tới đây là, nhưng mà cái này nó lại nằm ở đây. Có nghĩa là khoảng trống giữa nó sẽ hơi khác một chút. Ok, vậy cũng được ha. Rồi, mình reload lại cái đã. Bây giờ mình sẽ làm phần bên trái ha, cho nó xong luôn. Cái chỗ này mình sẽ zoom lên cho các bạn nhìn. Thì đây là cái logo, giống cái logo ở trên cùng thôi, không khác gì cả. Thì cái logo trên cùng chúng ta đã code rồi. Chúng ta đã code ở đâu trên này đúng không? Đó, mình sẽ copy xuống thôi. Mình sẽ copy xuống ở đây, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái column đầu tiên ha, nằm column đầu tiên như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như sau ha. Thì các bạn sẽ thấy này, cái header logo này để đây nó không hợp lý tại nó nằm ở footer. Cho nên lúc này chúng ta có thể để chung luôn. Thay vì để header logo mình sẽ để logo thôi. Để làm gì? Để tái sử dụng ha. Thì mình sẽ mở cái phần là header lên. Đấy, header. Thì các bạn sẽ thấy là header logo này. Đó. Đó, mình sẽ bỏ nó đi. Và mình sẽ để nó vào Global ha. Đây. Đó, cái này là mấy file cũ. Mình sẽ để là .logo. Đó, thì như vậy thì cho nó đồng bộ ở trên và ở dưới ha, đều như nhau luôn. Rồi, chỗ này max width 180. Ok. Header.
Mình xem lại một chút, hình như mình làm nó bị thiếu cái gì rồi. Chỗ này là 120. 120 mà chỗ này đâu mất tiêu ta. Header gạch menu, header gạch menu. Mình có thiếu hả ta? À ở đây có mặt in drive ha, ok. Mình nhầm. Tức là header logo thì nó sẽ có mặt in drive. Ok. Còn thằng dưới này nó không có. À ok, vậy mình để lại cũng được không sao cả ha, header mình cứ để, mình để đợi đích là block chung thôi. Còn mặt in drive thì mình để như thế này. Đó, mình được kết quả như mong đợi ha. Tức là cái này mình để nhầm cái mặt in drive ha. Rồi ở đây cái chỗ trong này cái logo này nó chỉ có display block thôi, mặt in drive không có ha. Tại nếu mình set ở dưới đây nó cũng lỗi theo. Đó. Thì các bạn sẽ thấy mình được kết quả như thế này. Nhưng cái logo ở đây các bạn thấy là mình phải kích vào đây chứ không phải kích vào đây. Cho nên mình để display block trong trường hợp này nó không đúng. Nên thì nó phải là inline block. Ha, tức là nó sẽ rộng, cái độ rộng của nó bằng nội dung mà nó chứa thôi. Lúc này nó chỉ để nhấn vào đây thôi chứ không phải nhấn vào đây. Nếu các bạn nhấn vào đây mà ra cái link là sai, phải nhấn vào đây ha. Phải check lại trên này đúng chưa? À, đúng này ha. Đó, tức là mình kích vào cái logo thôi. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ làm một cái này rất là nhanh thôi ha. Cho xong dứt điểm bữa nay đi ha. Ở những video sau thì chúng ta làm responsive. Đó. Cái chỗ này với chỗ này giống nhau này ha. Let cái chữ cái đoạn chữ y như nhau luôn. Mình copy xuống cho nó lẹ. À, đâu là ta đây. Đó, các bạn thấy mình được kết quả như thế này. Class của nó là test thôi. Nhưng mà chữ nó hơi đen. Hơi đen thì mình sẽ để là, mình nhớ là ở global mình có đặt class là test. Đúng không? Ok, mình chưa đặt test đắt đúng không? Mình sẽ thêm một cái class là test đắt đi. Thì color của nó sẽ là gray. Đó, như thế này. Thì lúc này ở đây mình muốn dùng nó thì mình sẽ là test đắt ha. Đó, thì nó sẽ trở thành màu đen thôi. Đó, như thế này. Ha. Rồi. Mình sẽ đặt thêm một cái class cho nó đi ha. Class cho nó là footer gạch DC đi ha, tức là mô tả của footer. Thì cái mô tả này các bạn sẽ thấy nó có khoảng trống phía trên là tầm 40, ở dưới là 45 ha. Thì mình sẽ code như thế này: footer DC và T40 margin ha, margin trên là 40, ở trái phải không cần là không, bottom là 50 đi. Đó, và max width ha, nó max width của nó tầm là 250 pixel để cho cái chữ nó rớt xuống cho nó đẹp. Đó, thì các bạn sẽ thấy mình sẽ được kết quả như thế này ha. Max width tức là độ rộng tối đa. Còn chữ ha là mình dùng cái modifier ở trong BEM đó ha, để làm được việc đó. Rồi ở đây là một cái social tức là mạng xã hội. Thì mình sẽ đặt là social ha. Mình sẽ dùng là UL. Đó, các bạn dùng div cũng được là social ha. Và bên trong đó là những cái thẻ A, tại vì khi nhấn vào nó sẽ ra một cái trang liên kết mạng xã hội thì mình sử dụng thẻ A sẽ là social gạch link ha. Đó, href mình sẽ để là thăng thôi. Đó. À, mình thiếu dấu nháy đuôi chỗ này nên là với lại dấu bằng nữa nên là em mét nó báo lỗi. Đó, lúc này mình sẽ được kết quả như sau ha. Rồi trong này là icon mình dùng for awesome thì mình sẽ dùng là i.fa.a gạch g là e, ví dụ như thế này Google. Đó thì mình sẽ ra được Google này. Tương tự mình sẽ tạo tiếp cho thằng Twitter và Instagram ha. Twitter. Twitter này là Instagram ha. Đó mình sẽ được như thế này. Rồi cái việc còn lại là mình style thôi. Đó, nhưng mà ở đây á, là Facebook thì màu nó sẽ khác. Social gạch link Google ha. Đó. Hoặc là các bạn có thể đặt ngắn gọn hơn như là y Google cũng được, kiểu như vậy. Hoặc là BG ha, background Google cũng, à, ví dụ background Google đi, BG Google. Chỗ này là BG gạch Twitter. Còn chỗ này là BG gạch Instagram, ví dụ như thế này. Đó. Rồi social thì tụi em các bạn sẽ thấy ha, sorry các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ đo chiều cao của nó là bao nhiêu, à 40 đúng không? Thì nó là hình tròn, có nghĩa là lúc này nó hình vuông bo góc thì là width 40 hay 40 ha. Rồi mình sẽ code cho nó là đầu tiên đó, tụi nó nằm trên một hàng là social display, display inline flash thôi ha, inline flash là đủ. Đó.
Rồi tụi nó coi bằng nhau ha. Social gạch link sẽ là width 40 hay 40, border radius 100 gram đi cho nó bo gấp thế này. Đó. Flash center để cho nó center cái icon ra giữa ha. Mình cho padding khoảng 5 pixel thôi để trường hợp nó khỏi dính thôi chứ không có gì cả. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Rồi. Chữ của nó là màu trắng thì mình sẽ để là color white ha. Color white. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ không thấy cái gì cả. Đó. Và khoảng cách giữa tụi nó là bao nhiêu? Khoảng cách giữa tụi nó là 15, đúng không? Tức là tụi nó đứng gần nhau. Thì thế các bạn có thể nhiều code nhiều cách, ví dụ giả sử là các bạn code là social link not for child. Tức là không phải cái đầu tiên sẽ có mặt trên drive là 15. Hoặc một cách số 2 thì các bạn có thể code là combinator, các bạn sẽ code là social gạch link ha, cộng cho chấm social link à. Tức là nó cộng cho một phần tử giống nó đứng trước đứng sau nó ha. Mười 15 thì hai cái này như nhau ha, đều ra kết quả là khoảng trống giữa nó. Đó. Thì đây mình chỉ cho hai các bạn hai cách luôn để các bạn biết thêm ha. Rồi. Thì cái màu kia thì mình là cái màu global đó, mình sẽ code ở trong cái global. À, để dùng đi dùng lại nhiều nơi, mình sẽ code một cái là DG ha, à, mình dùng sát thì mình sẽ dùng là DG gạch Google này. Đó thì mình sẽ code là màu gì, mình sẽ lấy mã màu ở đây ha. Mình sẽ dùng color select hoặc là Photoshop cũng được, mình sẽ lấy cái này. Ok, mình bấm nhầm ha, sorry các bạn. Đó, mã màu này. Google. Bắt đầu color của nó là đây. Đó. Tương tự mình sẽ có cho thằng Twitter và thằng Instagram ha. Instagram. Rồi. Đó, lấy mã màu thôi. Lấy mã màu là công việc đơn giản. Và cuối cùng là thằng Instagram. Mình sẽ có cái mã màu này. Rồi lưu lại nào, ra xem thành quả nhé. Đó, chúng ta sẽ được kết quả như sau. Ok, chỗ này mình để nhầm ha. Chỗ này mình để nhầm, không phải mặt kính grind mà là mặt kính led. Đó, tức là thằng này cộng này sẽ được mặt kính led cái này. Chỗ này mình code sai cái gì rồi? À, mình code hai đoạn này luôn thì nó sẽ bị trùng ha. Cho nên mình bỏ đi một cái ha. Cái ở trên thì chắc chắn là nhiều bạn biết rồi, nhưng cái ở dưới chắc ít bạn biết ha. Đó, mình sẽ được kết quả như thế này, khá là đẹp ha. Đó, Yulu. Bên này là cái chữ thôi thì à, chỗ này nó khá là đậm này. Khá là đậm ha. Rồi cũng đúng rồi ha, lên bay feature documentation ha. Đó, service company mình sửa lại cho nó chuẩn một tí ha. Product service. Đấy, chỗ này là company mới đúng hả? Đó. Ở chỗ này landing page feature documentation. Landing page này feature này. À, documentation này. Referral program pricing này. Pricing này để tạm thôi, chứ mình để tạm cho các bạn cho nó đẹp thôi ha, chứ không có gì cả. Copy xuống, paste nó thế này. Cho nó đồng đều cho nó đẹp. Đó, thì chúng ta sẽ được kết quả như sau này, thấy không? Rồi, ở đây thì nó không dính như vậy đâu. Thì các bạn sẽ thấy nó có khoảng trống ở dưới ha. Đó, khoảng trống dưới này là khoảng 79, và mình cho là 80 đi. Mình sẽ code cho cái footer ha. Là TB80 ha. Tại vì nó cũng, tại vì cũng là chiều cao của nó nên mình để padding, chứ không phải dùng mặt dính. Tại vì mình không đẩy khối với ai cả. Cho nên lúc này mình sẽ dùng padding. Đó, lúc này mình sẽ được kết quả như sau. Đó, ở trên này á, thì khoảng trống ở đây là 70 lận. Có nghĩa là cái thằng khi nãy mình code là cái thằng này. Started đó, ha. Margin bottom của nó là 70 rồi. Thì lúc này nó sẽ thoáng hơn một chút, các bạn sẽ thấy như thế này ha. Đây đây đây. Đây này ha. Rồi đây đây đây. Đó. Ok, thì trong video này ha, bây giờ cũng là phút thứ 30 rồi, 29 rồi. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn trong video này là cái phần cuối cùng, đó chính là Yulu Studio Get Started with Yulu Today. Đó. Mình đã cho các bạn phân tích giao diện như thế này, border radius, rồi margin không auto, position absolute cho hai cái này ha, cũng như mình giới thiệu một chút về cái extension mà mình sắp phát triển nữa. Đó. Nói chung mục đích là code cho nó nhanh hơn thôi. Và mình cũng đã phân tích cho các bạn cái phần footer luôn ha. Đó, như thế này. Rồi dùng một cái class là modifier cho nó là test dark chẳng hạn, làm cho những cái chữ này nó đen. Đó. Rồi, thì video này tới đây thôi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm responsive ha, từng phần một, phần header,
rồi những phần này ha, tương tự cho những video trước đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.